Ngày 9 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cần Duộc khảo sát hiện trường, đề ra các phương án xử lý khẩn trương đối với vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Duộc. Vụ sạt lở diễn ra vào lúc 2 giờ cùng ngày. Diện tích sạt lở dài 40 mét, lấn sâu bờ vào phía đường tỉnh 826C 10 mét, sâu 6 mét, khiến 7 căn nhà của hai hộ dân ngập xuống sông Cần Duộc. Đường tỉnh 826C cũng xuất hiện vết nứt kéo dài, nguy cơ sạt lở có thể kéo dài 60 mét, ảnh hưởng trực tiếp 4 hộ dân với 6 căn nhà gần đó. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,4 tỷ đồng. Hiện đoạn đường tỉnh này đã được chặn lại, cắm biển cảnh báo sạt lở. Các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở được yêu cầu di dời khẩn cấp. Các sở, ngành và địa phương hiện cũng tính toán phương án dựng kè, kiểm soát khu vực sạt lở, không để lan rộng hơn.